rồng thì bị lạc lối ở bên này rồi, em Queen thì còn lạc rất xa. Và như vậy chúng ta lại ngon thôi. Các bạn, vâng, cứ một sao như thế này là phấn khởi rồi. Quá là mừng luôn. Quá là vui luôn ở trong mẫu bay này các bạn nha. Ok, một sao thôi. Quá đẹp. Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một video về mẫu bay Thả Hồn 14. Khi mà thời điểm mùa giải của chúng ta chỉ còn có 8 ngày nữa thôi là kết thúc các bạn này. Cực kỳ căng cò. Và đây, mình đang là ở vị trí top 1 của Úc. Top 1 của Úc các bạn nhé. Thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một mẫu bay nó khá là hiệu quả và mình sử dụng là nó một sao khá nhiều. Thì đây. Và cái rank mình đánh là 5K7 và 5K8 các bạn nha. Một cái rank mà không hề mềm một chút nào. Ừ, tôi nói thật với các bạn cực kỳ càng cò nha. Thì đây là một kiểu bay mà nhà chính nó để ring bay ở khu vực phía trong. Và X-Bow thì đợt này có rất nhiều người chơi rồng điện cực kỳ khỏe. Nên là mình sẽ phải cắm thằng này để phòng không và thằng này cũng là phòng không, cho nó chắc ăn anh em ạ, chứ rồng điện vào quạt thì kiểu gì cũng toé đi thôi. Và chắc chắn là vẫn như mọi khi, đường link của mẫu bay thì mình sẽ luôn chia sẻ cho anh em phần mô tả video, các bạn thoải mái bấm vào copy về sử dụng bình thường anh em nhá. Và trong video ngày hôm nay thì mình giới thiệu các bạn mẫu bay này cực kỳ tốt đấy, các bạn có thể thấy. Và mình chỉ làm những mẫu bay nào thực sự hiệu quả thôi. Và thời điểm bây giờ là ngày thi đấu cũng không còn nhiều nữa rồi, còn có 18 phút nữa là kết thúc nha. Đấy, làm là uy tín luôn cho anh em này. Rồi, bây giờ chúng ta cùng đến với trận chủ nhà thành công nào các bạn. Vâng, trận đánh đầu tiên thì người chơi Takana sẽ chơi bằng cái combo lính bộ, chính là Super Wizard với cả là Wish, có kèm cả PK. Thì cái mẫu bay này để kiểu ring bay ở đây. Vậy thổi gió thì thổi hai hướng khác nhau các bạn. Nói chung là ở cái thời điểm này thì mẫu bay nào nó cũng cực kỳ căng cò cả. Anh em đỡ được phát nào hay phát đấy thôi, chứ các bạn game thủ bây giờ họ cũng mạnh mà. Lính mạnh này, tướng cũng mạnh. Nên việc anh em chưa bị nát phát nào là mừng lắm rồi. Chưa kể các bạn ở cái rank 5K7, 5K8 này thì nó phải cực kỳ căng cò luôn. Tí nữa thì mình sẽ show cho các bạn vị trí hiện tại của mình, chắc là tầm 400-500 gì đấy trên thế giới. Bây giờ người chơi này bắt đầu đưa em Queen ở đây để cho hồi máu nó chơi. Và bán kính ảnh hưởng là khá xa. Mình chọn cái hướng đi ở đây để đội bạn muốn tiêu diệt lính hội thành cũng như là cắt mỏ chim đây mà. Em Queen của mình sẽ đối diện với em Queen của đội bạn trong hướng này. À, lính thủ thì mình chơi là Super Minion Witch với cả là Ice Golem. Đấy các bạn nha, lưu ý nha. Mình không có thủ bằng 3 Ice. Mình không thích thủ bằng 3 Ice Golem bởi vì các bạn có thể thấy là khi mà đầu tư những đơn vị lính khác nhau thì cái lúc họ thả độc tầm của những cái đơn vị lính nó khác nhau như thế này là thoải mái chơi các bạn này. Giờ này chúng ta vẫn còn lính nhá. Bây giờ chúng ta vẫn đang còn lính ở đây thoải mái luôn này. Rồi, em Queen bắt buộc phải gồng và họ phải đầu tư cả quản giáo vào để bảo kê cho cả Queen với cả là cả quản giáo, cực kỳ tốt luôn. Vậy là đã hút được họ chạy về cái góc trên này và đầu tư luôn cả kinh để cắt vào đây. Đấy các bạn này, càng lắm đấy nha. Bắt đầu những đơn vị lính họ dồn vào. Nhưng anh em hãy để ý là khu vực nhà chính này được bảo kê cực kỳ tốt. Lực lượng cả phòng không lẫn mặt đất thì họ bịt lại vào đây. Bắt đầu trên 50% thì nhà chính này nó sẽ kích hoạt và đại quân sẽ chỉ đi lòng vòng phía ngoài thôi. Bây giờ kể cả đập cuồng nộ thì đây là thời điểm mà để nhà chính nó lòi mồm lên còng cả Inferno nhiều tia nó đốt cho tìm. Thôi rồi, lượm mời luôn. Cụm ba cái Inferno ở khu vực trung tâm này nó tạo nên một hình tam giác kết hợp với cả cái cạnh của khu vực nhà chính tạo thành hình vuông này thì quá ảo luôn. Nó đang tăng tốc và đốt cực kỳ mượt. Úi giời ơi, một pha rào bánh này. Đột kích Royal vào đây. Nhưng Royal vào mà lại bị Inferno một tia nó bế đi thì thôi rồi. Toàn đội bạn quýt luôn 72% một sao các bạn nha.
Và lúc này thì các bạn có thể thấy là mình đang ở cái vị trí là 408 ở trên thế giới, thứ hạng này các bạn nha. Ok, tiếp tục nào. Chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với một trận đánh bằng rồng lớn. Ôi trời ơi, rồng 9 mắc cấp độ vãi hàng luôn. Tướng tá của họ thì mắc vãi trường rồi. Và họ chơi tàng hình thì sẽ cắm một pha cắm bằng khí cầu chiến Plim. Anh em để xem bạn ấy sẽ cho khí cầu chiến vào đâu. Thanh niên này đang ngắm để phân tích mẫu bay này đi theo đường nào đấy mà. Rồi, như vậy họ đã thả vào chỗ khu phía ngoài chứ cũng không hẳn là vào trong. Cái hướng này bị tấn công khá là nhiều. Cái đường đi quân của họ tấn công vào đây khá là nhiều. Ui rồi các bạn thấy không? Super Minion của mình vừa mới lìa phát, bùm, ăn đòn luôn. Wizard đã bốc hơi. Wizard đã bốc hơi ở trong vị trí này. Anh em việc lưu ý việc đặt bố trí bom bẫy cho cẩn thận nha. Và các bạn có thể thay đổi tùy các bạn theo các bạn mong muốn về cái vị trí đặt bom trap. Đấy là cái điều quyết định nên thành công cũng như là những cái đơn vị lính thủ nhà. Nó sẽ tạo nên thành công cho cái trận thủ nhà của các bạn. Và lưu ý là ở cái giải huyền thoại này chỉ cần sảnh chân ra một cái thôi là anh em mới có thể dường được. Chứ còn việc bị lia vẫn là chuyện bình thường. Đó là điều mà mình muốn chia sẻ cho các bạn. Và anh em cứ bảo là anh ơi sao không ra mộ bay sớm hơn. Thì cái nào hiệu quả mình mới làm các bạn nhé. Và anh em thoải mái bấm vào copy sử dụng. Tất cả đều free hết các bạn ạ. Và có nhiều mẫu bay bay cúp và cũng như là bay war ở các cấp độ nhà chính khác nhau trên website akarigaming.com. Thì anh em cũng thoải mái bấm vào copy về sử dụng bình thường các bạn nhé. Rồi, dồn toàn bộ rồng vào đây ăn mỏ chim. Việc họ đầu tư để tấn công ăn mỏ chim cũng là một cái điều thuận lợi để chúng ta đặt bom bẫy. Ăn đòn này, đúng không? Tấn công vào cái hướng này sẽ ăn xoáy ở góc này luôn. Quản giáo vào kìa. Trời ơi, nó đốt cho đầu tư thêm cả băng vào khu vực nhà chính nữa. Rất khét đến từ Desi. Nhưng tuy nhiên chừng này vẫn là chưa đủ đâu. Bởi vì cây thổi gió đặt là khá khó chịu. Đặt mà bịt thổi gió thì lại hở nhà chính. Mà đặt nhà chính thì nó lại hở thổi gió. Và nó hở thổi gió thì quá căng luôn. Giờ này là em Royal vẫn còn ở đây. Nhưng mà Inferno một tia mà nó đốt cho thì thôi ôi, lượm mời luôn bạn ơi. Toe toét luôn. Đấy, chất lượng là chất lượng ở cái quả Inferno một tia chỗ khu vực nhà chính đây các bạn này. Bắt cực kỳ ác chiến luôn. Đây là điểm nhấn của mẫu bay này các bạn nha. Uy tín luôn. Một sao. Đấy các bạn. Cực kỳ ngon và hiệu quả nha. Tiếp tục sẽ đến với một trận đánh bằng rồng điện Balloon nữa các bạn ơi. Đầy đủ combo khác nhau cho anh em thoải mái tham khảo luôn. Nói chung là ở cái mức rank 5k7 này đánh khét lắm. Và đầu tư được một quả để ăn cái E bên này rồi. Phải trưởng đấy. Như nào đây. Họ dồn để tấn công một chỗ khu vực mỏ chim là rất nhiều các bạn nha. Như vậy là lính hội thành của chúng ta bắt đầu ra đây chơi. Úi dồi, đường điện mà nó quạt cho. Chật chơi người rơi đấy. Úi dồi, đập hai quả cuồng nộ và Queen Queen bắt đầu tham chiến ở bên kia. Khí cầu chiến của đội bạn đột nhập rất sâu nha. Nhưng xoáy bốc lên. Rồi, tuyệt vời. Nhà chính nó lòi lên và tất cả là nằm xuống. Thời điểm của chúng ta vùng lên là đây rồi anh em ơi. Xin chúc mừng bạn quay vào ô tạch lô bạn nhớ. Kinh bị bắt bởi Inferno một tia anh em thấy không? Nó cực kỳ chất chơi luôn. Bắt không trượt phát nào đến từ Inferno. Và Royal Champion đột kích vào đây khi mà thời điểm em ấy phun máu nhưng lại gặp lính thủ nhà của chúng ta và bị bốc đi luôn. Giao bánh không ăn thua. Nhà chính vẫn đốt và cái Inferno nhiều tia kia vẫn đốt. Rồng thì bị lạc lối ở bên này rồi. Em Queen thì còn lạc rất xa. Và như vậy chúng ta lại ngon thôi. Ờ các bạn. Vâng, cứ một sao như thế này là phấn khởi rồi. Quá là mừng luôn. Quá là vui luôn ở trong mẫu bay này các bạn nha. Ok. Một sao thôi. Quá đẹp. Thấy thích thì để lại mình nút like, share, đăng ký kênh nhá. Rồi này.
Bây giờ tiếp tục làm combo rồng lớn nữa cho anh em xem độ chất chơi người rơi này. Bây giờ bạn ấy đi vào đâu? Tất cả đường link mẫu bay anh em thoải mái bấm vào copy về sử dụng các bạn nhá. Vậy là đầu tư lava đánh lạc lối để cho khí cầu chiến nó đi bên đây. Và đơn vị lính thủ nhà của chúng ta, yeah, tàng hình mất sóng không? Thêm cả cuồng nộ khu vực này. Super Wizard đã chơi được một số đơn vị lính hội thành rồi. Lava vẫn chưa hẹo và vẫn đang tung hoành. Úi xời, hẹo phát là bị ăn đòn ngay. Đây, thời điểm này anh em thấy không? Super Minion vẫn đang còn này, Ice Golem vẫn còn này. Vừa mới hẹo xong này. Rồi, đấy, Super Minion thủ giờ này vẫn còn ảo đấy anh em. Thủ như thế là chất chơi rồi, cực kỳ hiệu quả luôn. Để xem bạn ấy tấn công tiếp ở đâu nữa nào. Đầu tư một rồng để thịt em Super Minion của chúng ta. Rồi, toàn bộ rồng kia đã có mặt và lùa hết tất cả vào đây. Để ngày hôm nay mình giới thiệu cho anh em một mẫu bay một sao cực kỳ căng cò nha. Anh em cần gì, nhu cầu về vé vàng hay rèm ưu đãi gì cứ nhắn tin liên hệ cho mình. Một mẫu bay ở 5K7, 5K8 cực kỳ chất lượng cho anh em nha. Đốt bằng hết đi em ơi. Bắt nó. Cuồng nộ tiếp tục trong turn này và em baby đã bị ăn xoáy rồi. Bế đi nào bạn ơi. Băng cả thổi gió để tránh cho Inferno nhiều tia nó đốt ở đây. Đây, băng đấy mới chuẩn nè. Vâng, băng được thổi gió thì lại khu vực Inferno nhiều tia. Đặt cái việc đặt cái lớp tường ở khu vực trung tâm này nó có mục đích cả đấy các bạn ạ. Rất khó chịu nha. Cái kiểu ring bay cực kỳ khó chịu được bây giờ cho anh em chơi. Royal tiếp tục vào thì quanh đầy. Ui dồi ôi, cơ man là bom bẫy của bạn hết. Đấy, Inferno 1 tiền nó lại bắt đầu phát huy tác dụng. Thật thoải mái chưa các bạn? Quá nhiều bom bẫy ở đây, làm sao mà Royal vào ăn nhà chính được. Điều đấy là rất khó. Ok, uy tín với anh em nha. Lại là một trận thi đấu tạch lô với đầy đủ các combo khác nhau ở một mẫu bay 5K7, 5K8 cúp anh em. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở những video tới nha. Bye bye anh em.